Spider Monkey. Số đại đầu cho tập truyện Amazing Spider-Man Family số thứ nhất. Đây là phiên bản Spider-Man của vũ trụ Earth số 8101, hay còn được gọi là Marvel Apes. Tại vũ trụ này, tất cả mọi người đều thuộc bộ linh trưởng và hệ thống công lý ở đây rất khắc nghiệt, trừng phạt bất cứ kẻ nào không chịu cải tạo một cách rất máu me. Đó cũng chính là lý do tại sao Spider Monkey khác xa so với những gì chúng ta biết về Spider-Man, sẵn sàng ra tay hạ sát bất cứ kẻ nào. Chẳng hạn như cậu đã cùng với Avengers, hội đồng Dr. Octavius đến chết. Và đó cũng là lý do tại sao Spider-Monkey được Superior Spider-Man đưa vào nhóm trong sự kiện Spider-Verse. Nhưng cậu cũng không sống được lâu cho lắm. Trong trận đánh tại Earth-13, Spider-Monkey đã chết dưới tay của Gen X. Và đó là hết một phút của ngày hôm nay. Hẹn anh em trong video tiếp theo. Mãi cháy!